Hoa kim châm hay còn gọi là hoa hiên là một loại hoa không chỉ đẹp mà còn mang trong mình hàng loạt những tác dụng quý cho sức khỏe. Ở video này thì tôi sẽ thống kê một số tác dụng chính của hoa kim châm đến các bạn. Hoa kim châm hay còn có tên gọi khác là hoa hiên là một loại dược liệu có hàm lượng vitamin rất là cao, được ví như nữ hoàng vitamin. Ngoài ra thì hoa kim châm còn có vô vàn những tác dụng quý cho sức khỏe. Hoa hiên là một loại hoa rất là đẹp, hoa có màu vàng, nhìn rất giống với hoa loa kèn. Cây có mọc hoang nhưng không nhiều. Hiện nay thì có nhiều địa phương tiến hành trồng hoa hiên vì nó mang lại lợi ích kinh tế cao, không những dùng để làm cảnh mà nó còn dùng để làm thuốc. Có những địa phương trồng cây hoa hiên như là Đà Lạt, Lâm Đồng, Lào Cai, Vĩnh Phúc. Hoa hiên có hàm lượng vitamin A, C rất là cao, ngoài ra thì còn có nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Cây có vị ngọt, tính mát vào kinh tâm và can. Không chỉ là một loại cây cảnh, hoa kim châm còn được biết đến như là một vị thuốc rất là thông dụng trong y học cổ truyền. Dân gian thường sử dụng hoa kim châm để điều trị một số chứng bệnh như sau: hỗ trợ điều trị bệnh giảm tiểu cầu, làm mát gan, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa ung thư, giúp an thai cho phụ nữ, thanh nhiệt lợi tiểu, điều trị ho, bí đái, chảy máu cam, hỗ trợ điều trị viêm gan, trĩ, điều trị sưng vú, viêm vú và ít sữa. Để liên hệ mua hoa kim châm thì bạn có thể đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc hoặc gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn và giao hàng ạ.